với giá 30 triệu thì đi chơi Avatar có gì mà hot thế? Cùng unbox thì mới biết được. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he... Đây là nhân vật chính của chúng ta, DJI Avatar. Ngoài ra ở đây còn có chân sạc, dây kết nối và cánh quạt. DJI Avatar với phần thiết kế nhỏ gọn hiện đại chỉ 410 RAM. Về phần thiết kế, thêm vòng bảo vệ cải tiến hơn so với người tiền nhiệm, với dung lượng pin 2420 mAh giúp cho chúng ta có thể bay được 12 đến 15 phút trong điều kiện lý tưởng, và thậm chí còn lâu hơn. Một phần đi kèm không thể thiếu của DJI Avatar đó chính là DJI Goggle 2. Bên hông phải thì sẽ là menu cảm ứng, bên hông trái sẽ là hiển thị đèn LED. Nếu như bạn bị cận thì không cần phải lo, tại vì DJI Goggle 2 có chức năng điều chỉnh độ cận cho bạn. Cuối cùng là motion controller, thao tác sử dụng rất dễ dàng, bạn chỉ cần điều khiển cổ tay và xoay xoay các kiểu là bạn có thể bay được rồi. Và bây giờ hãy cùng mình bay thử.